Xin chào các bạn đã quay trở lại với Gia Bảo Luxury Channel. Ngày hôm nay thì mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu và đánh giá về chiếc đồng hồ thuộc thương hiệu Omega danh giá, chiếc Omega Deville Cold Asia Chronometer 8501. Chúng ta hãy cùng điểm qua một vài nét về thương hiệu đồng hồ Omega trước tiên nhé. Omega là thương hiệu đồng hồ đã có từ rất lâu đời và có thời gian song hành cùng với Rolex thống lĩnh thị trường đồng hồ tại Việt Nam. Và cho đến bây giờ thì rất nhiều người trên thế giới vẫn dành phần lớn tình yêu dành cho hãng đồng hồ truyền thống này. Tiên phong về phong cách cùng với diện mạo thanh lịch thì những mẫu đồng hồ Omega hiện thân cho những cải tiến kỹ thuật xuất sắc nhất, xứng đáng đồng hành cùng các chuyên gia thế hệ mới. Đảm nhiệm vai trò lãnh đạo về sự chính xác trong việc tính giờ cũng như là sáng tạo, thế nên những mẫu đồng hồ hiện đại nhưng vẫn mang hơi thở truyền thống chính là những sản phẩm nổi bật đến từ Omega. Về thiết kế, xuyên qua lớp kính sapphire có khả năng chống xước, chống lóa tiện dụng cho người sở hữu chính là mặt đồng hồ màu trắng kết hợp với những đường chạm khắc vòng tròn nổi rất đơn giản nhưng lại vô cùng tinh tế, và cọc số hình chữ nhật càng làm tôn lên nét cổ điển của chiếc đồng hồ. Thiết kế ấy đã tạo ra hình ảnh đấu trường Roma kỳ vĩ, mà ở góc 3 giờ chính là ô cửa sổ chỉ báo ngày mở ra những vòng tròn bạc mà cũng chính nó đã đóng lại cánh cửa ấy. Hay gần gũi hơn nữa thì bạn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra hình ảnh quảng trường Sapa ở Việt Nam, một vùng đất rất thơ mộng và trữ tình. Bên cạnh đó là vòng tròn báo dây với các vạch kẻ cách đều nhau, mà phía trên những điểm có thanh vàng hồng được đánh số theo vòng từ 05 đến 60. Ở giữa quảng trường góc 12 giờ chính là biểu tượng và cái tên của thương hiệu nổi tiếng với lịch sử lâu đời Omega. Đối diện với nó qua trục kim, tên của chiếc đồng hồ cũng được ghi danh để khẳng định cái tên nói lên chất lượng của Deville Cold Asia Chronometer 8501. Vì sao Gia Bảo Luxury lại dám khẳng định như vậy? Đó là vì đồng hồ Chronometer là cỗ máy thời gian đã xuất sắc, vượt qua được bài kiểm tra với tiêu chuẩn chất lượng cực kỳ khắt khe của COSC. Đó là viết tắt của cụm từ có tên tiếng Anh là Viện Kiểm tra Chronometer chính thức. Những chiếc đồng hồ có độ chính xác cao và có khả năng hiển thị dây và bộ máy đã được kiểm nghiệm qua nhiều ngày ở các vị trí khác nhau và ở nhiệt độ khác nhau. Khi vượt qua được thử thách sẽ được cấp giấy chứng nhận của COSC và sẽ được khắc số không lặp lại trên bộ máy để đánh dấu chất lượng. Tiếp theo là về những chiếc kim đang tích tắc quay. Chúng đều rất đơn giản, với kim giờ, kim phút làm bằng vàng hồng và kim dây làm từ thép nung, không gỉ màu xanh nổi bật, được thiết kế mong manh nhưng lại vô cùng cứng cáp. Tôi nghĩ chúng được thiết kế đơn giản chính là để làm nổi bật những đường nét chạm khắc và cấu trúc của mặt đồng hồ một cách tinh tế mà lại giản dị nhất. Vẫn ở góc 3 giờ truyền thống, chiếc núm xoay chuyển thời gian được thiết kế hình bánh răng mềm mại với ký hiệu Ohm của Omega xoay được 2 chiều. Một chiều để điều chỉnh giờ, phút và giây và một chiều còn lại để điều chỉnh ngày. Nằm dưới bề mặt có kích thước vừa vặn với cổ tay nam giới 41mm chính là cỗ máy hoạt động không mệt mỏi Calibre Omega 8501 với thiết kế tự động lên dây cót nhờ chuyển động của cánh tay người đeo, đồng thời tích hợp năng lượng dự trữ lên tới 60 giờ. Lật đồng hồ lại thì ở dưới mặt kính sapphire trong suốt chính là cỗ máy thời gian được hé lộ 1/2 động cơ màu bạc để phô ra những chuyển động nhịp nhàng của nó và những chân kính yêu kiều cùng với các vân cốt de Villeneuve. Đáy bảo vệ nhịp tim thời gian được gắn chặt bởi 4 con ốc để đảm bảo chống thấm nước ở độ sâu 100m. Đây cũng là thiết kế mà Gia Bảo Luxury yêu thích bởi vì nó không quá là phô trương và lộ liễu, lại tạo nên sự tò mò cho chủ sở hữu ở nửa còn lại của cỗ máy, một thiết kế vô cùng tinh tế. Cỗ máy hoàn hảo ấy được kết hợp với dây da cá sấu màu nâu đen để tạo ra một sản phẩm tuyệt vời nhất cho người sử dụng. Tại thì chiếc đồng hồ này được hãng niêm yết với giá là 18.900 USD. Các bạn cũng có thể tìm mua chiếc đồng hồ này bằng cách truy cập vào website chính thức của chúng tôi, gia bảo luxury.com.
Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và nếu như thấy hay và bổ ích thì đừng quên để lại những comment bên dưới clip này nhé. Và đừng quên like, subscribe kênh YouTube của Gia Bảo Luxury để tiếp tục theo dõi những video mới nhất của chúng mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!